Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn công thức để nấu 3 món xôi theo kiểu mới. Với cách nấu này thì xôi sẽ nhanh chín, không bị nát. Ngoài ra thì xôi sẽ béo thơm, dẻo mềm, không bị cứng khi mà mình để nguội. Sau đây thì các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức để nấu món xôi mặn thập cẩm. Đây là 800g nếp mình dùng để nấu xôi. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và mình vo cho nó sạch. Sau khi vo xong thì mình sẽ cho nước vào để mình ngâm. Mình sẽ ngâm trong vòng là 2 giờ. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị là các phần nguyên liệu khác. Nguyên liệu gồm có là 100g lạp xưởng, 50g tôm khô, 20g hành phi, 100g chả lụa, 30g lá hành. Sau cùng là 20g tỏi băm. Phần nguyên liệu này thì các bạn có thể tăng hoặc là giảm. Ngoài ra thì các bạn có thể thay thế vào là các loại nguyên liệu khác mà các bạn yêu thích. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước vào tôm khô, mình ngâm trong vòng 10 phút để cho tôm khô nó mềm. Tiếp tục thì mình chuẩn bị một nồi nước sôi, rồi mình sẽ cho lạp xưởng vào để luộc. Mình luộc trong vòng 6 phút cho lạp xưởng nó chín. Sau 6 phút thì mình sẽ vớt lạp xưởng ra ngoài, cho nó ráo nước để mình đem đi chiên nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chiên lạp xưởng. Các bạn nhớ để cho lạp xưởng nó ráo nước, để khi chiên thì nó sẽ không bị văng dầu. Lạp xưởng thì cũng đã chín rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cần chiên cho nó vàng nó thơm, để khi ăn cho nó ngon hơn là được rồi nha các bạn. Lạp xưởng như vậy thì cũng đã được rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài đợi cho nó nguội, để một lát nữa mình sẽ đem đi cắt nhỏ. Đây là dầu mình chiên lạp xưởng nè các bạn. Mình sẽ tận dụng để mình làm mỡ hành luôn. Như vậy là mình đã có một chén mỡ hành rồi nè các bạn. Quay lại phần tôm khô thì mình cũng đã ngâm cho nó mềm rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và chắc bỏ phần nước. Sau đó thì mình sẽ rửa lại cho nó sạch. Xong rồi mình sẽ để đây cho nó ráo nước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xắt chả lụa. Mình sẽ xắt thành từng lát trước nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ xắt nhỏ lại cho nó vừa ăn. Lạp xưởng thì mình sẽ chia ra hai phần, một phần thì mình sẽ xắt thành từng lát mỏng. Còn phần còn lại thì mình sẽ xắt thành hạt lựu. Tiếp tục, mình sẽ đem các nguyên liệu mình đem đi xào. Mình sẽ cho vào chảo là 2 muỗng canh dầu ăn. Mình đợi cho dầu sôi thì mình sẽ cho tỏi vào. Mình phi thơm lên. Sau khi tỏi nó đã vàng thơm như vậy thì mình sẽ cho tôm khô vào để mình xào. Các bạn đảo đều tôm khô và tỏi lên. Sau khi đều rồi thì tiếp tục mình sẽ cho lạp xưởng, hành phi và chả lụa vào, mình xào chung luôn. Mình đảo đều các nguyên liệu luôn nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho vào là 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng nhỏ đường,
1/2 muỗng nhỏ bột ngọt. Rồi mình đảo đều lên á cho nó thấm gia vị. Lúc này thì các bạn có thể ăn thử và các bạn nêm nếm lại á cho phù hợp với khẩu vị của mình. Vậy là mình đã xào xong rồi, mình sẽ tắt bếp và tiếp tục á mình đi chuẩn bị phần xôi. Đây là nếp á thì mình đã ngâm được 2 giờ, nó cũng đã nở mềm ra hết rồi đó các bạn. Mình sẽ đem ra ngoài và mình chắc bỏ phần nước. Lúc này thì mình sẽ không cần phải vo lại, mình để ở đây cho nó ráo nước, để lúc nấu thì xôi sẽ không bị nhão. Mình đã chuẩn bị là 200g dừa nạo, bây giờ mình sẽ đem đi vắt nước cốt. Mình đã vắt và lấy được là 320ml nước cốt dừa. Tiếp tục thì mình sẽ đi xào nếp. Mình cho hết nước cốt dừa vào chảo. Rồi thêm vào là 1.5 muỗng nước tương. Bây giờ mình sẽ khuấy đều và nấu cho hỗn hợp này nó sôi lên. Sau khi mà nước cốt dừa nó đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho nếp vào. Mình sẽ hạ xuống mức lửa trung bình và mình bắt đầu xào nếp. Mình xào nếp trước như vậy là để hạt xôi nó béo hơn, nó nhanh chín hơn, nó không bị nát. Ngoài ra khi mà để nguội á thì hạt xôi nó sẽ vẫn dẻo mềm. Đây là xôi sau khi mình xào được 5 phút thì nước cốt nó cũng đã rút hết vào hạt xôi rồi. Mình sẽ tắt bếp và bắt đầu đi hấp xôi. Mình sẽ cho vào sẵn á rồi mình dàn đều ra. Và mình tạo ở giữa là một cái lỗ nhỏ, cho hơi nóng nó bốc lên, để khi nấu thì xôi nó sẽ chín đều hơn. Tính từ lúc nước sôi lên thì mình sẽ hấp trong vòng là 20 phút với mức lửa trung bình. Đây là xôi sau khi mình hấp được là 10 phút đầu tiên. Thì lúc này nó mới vừa chín tới thôi. Mình sẽ cho vào cái hỗn hợp lạp xưởng lúc nãy mà mình đã xào. Mình cho hết vào luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Mình cho vào lúc xôi nó mới vừa chín thì nó rất là dễ trộn luôn. Nếu mà các bạn cho vào khi mà xôi nó đã chín hẳn thì nó rất là khó trộn luôn. Vì lúc đó xôi đã chín rồi, mình trộn lên thì xôi sẽ không được đều đâu đó các bạn. Sau khi trộn xong thì mình đậy nắp lại và mình tiếp tục hấp. Đây là xôi sau khi mình hấp được là 20 phút. Mình mở nắp ra thì xôi nó rất là thơm luôn. Lúc này thì xôi nó đã chín rồi. Khi nhìn vào thì các bạn thấy hạt xôi nó vẫn còn nguyên. Hạt xôi thì nó bóng mướt dẻo mềm, không bị khô, không bị nhão. Cùng với những nguyên liệu khác nhìn rất là hấp dẫn luôn đó các bạn ơi. Bây giờ mình chuẩn bị thưởng thức là được rồi. Trước khi cho ra ngoài thì mình sẽ cho mỡ hành lên trên. Mình ăn chung cho nó béo và ngon hơn. Còn không thì các bạn để riêng ra ngoài. Khi nào mình ăn thì mình cho vào vẫn được. Xôi thì nó dẻo mềm. Nhìn vào thì rất là đẹp mắt đó các bạn. Nó có rất nhiều màu sắc luôn. Các bạn nhìn hạt xôi nó rất là dẻo luôn nè, nó dẻo mềm luôn đó, và nó cũng bóng mướt không hề bị nát luôn. Mình mời các bạn ăn thử cùng với mình. Mình ăn vào thì xôi rất là dẻo, nó dẻo lắm luôn đó các bạn, và nó béo vì nước cốt dừa, có vị rất là vừa ăn, đặc biệt thì rất là đầy đủ chất dinh dưỡng luôn. Mỗi nguyên liệu thì nó sẽ có các vị ngon khác nhau, cho nên khi kết hợp lại thì nó vô cùng tuyệt vời luôn. Đây là một món xôi thơm ngon bổ dưỡng, nên nếu có thời gian thì các bạn hãy làm thử. Mình chúc các bạn thành công. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức để nấu món xôi ba màu. Để làm được món này thì đầu tiên mình đã chuẩn bị là 40g lá dứa và 40g lá gẫm. Khi mua về thì mình cũng đã rửa cho nó sạch rồi,
Trước tiên thì mình sẽ đi nấu lá cẩm. Với 40g lá cẩm thì mình sẽ cho vào nồi là 500ml nước. Rồi mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Sau khi nước đã sôi thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ. Rồi mình sẽ cho lá cẩm vào. Mình nấu trong vòng 15 phút. Lá cẩm mà mình nấu với mức lửa nhỏ thì nó sẽ có màu đẹp hơn. Trong lúc đợi nấu lá cẩm thì mình sẽ đi sắc nhỏ lá dứa. Khi mua thì các bạn chọn lá dứa già để khi xay lên thì nó có màu đẹp hơn. Rồi mình cho vào máy xay và thêm vào là 400ml nước. Sau khi xay xong rồi thì mình sẽ lựa qua rây để lấy cái phần nước lá dứa như vậy nha các bạn. Lá cẩm mình nấu được 15 phút thì nó cũng đã ra màu rồi. Đây là cái màu tím đỏ, nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và lựa qua rây. Mình đã lấy xong phần nước lá dứa và nước lá cẩm rồi. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị phần nếp. Mình đã chuẩn bị là 900g nếp và là nếp sáp nha các bạn. Các bạn thường ăn loại nếp nào thì chuẩn bị loại nếp đó nhé. Bây giờ mình sẽ đem nếp đi vo sạch. Sau khi vo xong thì mình sẽ để ở đây cho nếp nó ráo nước. Sau khi nếp đã ráo nước rồi thì mình sẽ chia ra làm 3 phần để mình làm 3 màu. Tô đầu tiên thì mình sẽ cho nước lá cẩm vào. Nước lá cẩm thì nó sẽ không có mùi thơm, nhưng mà nó có cái màu tím đỏ rất là đẹp luôn nè các bạn. Tô thứ hai thì mình sẽ cho nước lá dứa vào. Nếu lá dứa mà các bạn muốn có màu đẹp hơn thì các bạn hãy thêm vào là một xíu tinh dầu lá dứa. Tô còn lại thì mình sẽ để màu tự nhiên, cho nên mình sẽ cho nước lọc vào để ngâm. Mình sẽ ngâm nếp trong vòng 4 tiếng. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị phần đậu phộng muối mè để mình ăn chung. Mình sẽ cho vào tô là 100g đậu phộng rang, 150g đường, 50g mè rang, 1 muỗng nhỏ muối. Rồi mình sẽ trộn lên. Như vậy là mình đã làm xong đậu phộng muối mè rồi. Rất là nhanh luôn đó các bạn. Sau 4 tiếng ngâm thì nếp nó cũng đã nở ra. Và màu thì nó cũng đã rút hết vào hạt nếp rồi. Như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và chắc vỏ phần nước. Sau khi chắc nước thì mình sẽ không cần phải vo lại. Mình để ở đây cho nó ráo nước, để khi nấu sôi thì nó sẽ không bị nhão. Tiếp tục, mình sẽ đi chuẩn bị là phần nước cốt dừa. Mình đã chuẩn bị là 400g dừa nạo. Mình sẽ đem ra ngoài để vắt nước cốt. Mình đã vắt được là 450ml nước cốt dừa. Mình đã chuẩn bị xong phần nước cốt dừa. Phần nếp này thì nó cũng đã ráo nước luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem nếp đi xào. Mình sẽ cho vào chảo là 150ml nước cốt dừa, 1/4 muỗng nhỏ muối, 1/2 muỗng canh dầu ăn để hạt nếp nó được bóng và mướt hơn. Rồi mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Sau khi nó sôi lên rồi thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ hơn trung bình một xíu để mình cho nếp vào mình xào. Mình xào nếp như vậy là để khi nấu, nếp nó sẽ nhanh chín hơn, nó sẽ không bị nát, hạt nếp nó cũng béo hơn nữa. Và khi để nguội thì nếp nó sẽ dẻo mềm chứ không hề bị cứng. Mình xào khoảng 5 phút thì nước cốt dừa nó đã rút hết vào hạt nếp rồi. Như vậy là được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp và cho ra ngoài. Tương tự thì màu lá dứa và màu trắng tự nhiên, mình cũng làm như vậy nhé.
Sau khi đã xào xong 3 màu thì mình sẽ cho vào nồi để mình đem đi hấp. Lúc đầu thì mình sẽ để riêng ra, để khi hấp thì xôi nó sẽ không bị lem màu. Và mình cho vào vài cọng lá dứa để xôi của mình nó được thơm hơn. Mình sẽ nấu một nồi nước, đợi nước sôi thì mình sẽ cho lên nồi để hấp và hấp trong vòng 20 phút với mức lửa trung bình. Sôi thì mình đã nấu được 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ gấp lá dứa ra ngoài và bắt đầu xới xôi. Xôi mà xới lúc này thì nó sẽ rất là đều và rất là đẹp, vì nếu xới sớm quá thì nó sẽ bị lem màu. Còn nếu xới trễ quá thì nếp sẽ ra nhựa, mình xới nó sẽ không đều màu được nữa. Xới lúc vừa chín tới thì nó sẽ như vậy nè các bạn. Nó tím tím, xanh xanh, trắng trắng. Nó đều màu quá, nhìn rất là đẹp luôn. Mình sẽ tiếp tục mình đậy nắp lại và mình hấp thêm là 10 phút nữa. Xôi mình hấp đủ 20 phút thì nó đã chín hoàn toàn rồi. Lúc này thì nó rất là thơm. Nó thơm mùi lá dứa, nó thơm mùi nếp, thơm mùi nước cốt dừa. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài để thưởng thức. Hạt xôi thì bóng mướt dẻo mềm, nhìn ngon lắm luôn đó. Cuối cùng để ngon hơn thì mình sẽ cho đậu phộng muối mè lên trên. Mình đã làm xong món xôi 3 màu thơm ngon rồi nè các bạn. Mình mời các bạn. Mình ăn vào thì xôi rất là dẻo, nó mềm lắm luôn đó các bạn. Có vị thơm béo của nước cốt dừa, mùi thơm thoang thoảng của lá dứa. Và có vị mặn mặn ngọt ngọt của đậu phộng muối mè, rất là ngon luôn đó các bạn. Nếu như xem mà thấy thích thì các bạn hãy làm thử để có thể chiêu đãi cho mọi người trong gia đình. Mình chúc các bạn thành công. Sau cùng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức để nấu món xôi gớt. Để làm được món này thì mình đã chuẩn bị là 1 kg nếp. Đây là nếp sáp nha các bạn. Các bạn có thể dùng nếp là tùy theo sở thích. Nếp mà càng ngon thì xôi sẽ càng ngon hơn nha các bạn. Trước khi ngâm nếp thì mình sẽ đem nếp đi vo sạch. Sau khi vo xong thì mình sẽ cho vào là 800ml nước để mình ngâm. Tiếp theo là 300ml nước cốt dừa. Mình ngâm với nước và nước cốt dừa như vậy thì xôi nó sẽ béo và thơm từ bên trong luôn nha các bạn. Và mình sẽ ngâm trong vòng 2 giờ. Trong thời gian này thì mình sẽ đi chuẩn bị là các bước tiếp theo. Mình đã chuẩn bị ở đây là một trái gớt. Trái gớt này nếu như tính luôn cả vỏ thì nó khoảng là 1.1 kg nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và lấy thịt gớt. Đầu tiên thì mình sẽ chẻ ra làm đôi. Đây là bên trong trái gớt nè các bạn. Nó có cái màu cam đỏ rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ dùng muỗng mình múc ra ngoài. Trái gớt này thì mình mua ở ngoài chợ. Mình thấy ở ngoài đó có bán rất là nhiều luôn. Cho nên thì các bạn có thể ra để tìm mua. Mình sẽ cho vào là một muỗng canh rượu trắng. Cho vào như vậy thì nó sẽ có cái màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Khi nấu xôi lên thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Rồi thêm vào là một muỗng nhỏ muối. Rồi mình sẽ dùng tay mình bóp cho nó nát ra để mình lấy thịt gớt. Đây là gớt sau khi mình bóp ra nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào là 300ml nước cốt dừa. Rồi mình sẽ trộn đều lên để mình lấy phần thịt gớt. Sau khi trộn đều lên xong thì mình sẽ đem mình lượt qua rây. Mình lượt qua rây như vậy là để loại bỏ hạt. Mình chỉ lấy là cái phần nước gớt thôi nha các bạn.
Vậy là mình đã lấy xong phần nước ớt rồi nè các bạn. Nó có màu đỏ cam rất là đẹp. Một xíu nữa mình làm xôi thì đẹp lắm luôn đó các bạn. Hỗn hợp này thì mình sẽ xào với xôi nha các bạn. Cho nên mình nếu lấy xong mà các bạn thấy thiếu thì các bạn hãy thêm nước cốt dừa vào. Mà nếu như thấy dư thì các bạn hãy bớt ra. Để mình lấy đủ là 400ml nha các bạn. Mình sẽ cho vào là 100g đậu phộng rang. Mình đã rang lên, bóc vỏ và cũng đã giã cho nó nhỏ ra rồi. 150g đường, 40g mè rang, 1 muỗng nhỏ muối, rồi mình sẽ trộn đều lên. Như vậy là mình đã làm xong là đậu phộng muối mè rồi. Quay lại phần nếp thì mình đã ngâm đủ 2 giờ rồi. Nước cốt dừa nó cũng đã rút hết vào hạt nếp đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và chắc bỏ phần nước. Trong lúc này thì mình sẽ không cần phải vo lại. Mình để đây cho nó ráo nước. Để khi nấu thì nó sẽ không bị nhão là được rồi nha các bạn. Mình sẽ cho vào chảo là 400ml hỗn hợp nước cốt gớt. Rồi thêm vào là 2 muỗng canh dầu ăn để hạt xoài nó được bóng và mướt hơn. Rồi mình sẽ khuấy đều và nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Sau khi mà nó đã sôi lên rồi thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ. Rồi mình cho nếp vào. Mình sẽ trộn đều lên. Mình xào nếp trước như vậy là để cho khi hấp xôi thì xôi nó sẽ nhanh chín hơn, hạt xôi sẽ không bị nát. Ngoài ra thì xôi nó vẫn sẽ béo thơm dẻo mềm khi mà mình để nguội. Mình đợi nước nó sôi lên thì mình sẽ cho nếp vào để xào. Thì lúc này nếp nó sẽ ra nhựa. Mình xào thoải mái nó cũng không bị nát đâu nha các bạn. Cái hỗn hợp nước cốt gớt thì nó cũng đã rút hết vào hạt nếp rồi. Như vậy là được rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp và đem ra ngoài để hấp sôi. Mình đã chuẩn bị một cái sửng. Rồi mình sẽ cho nếp vào. Rồi mình dàn đều ra. Rồi mình sẽ tạo ở giữa là một cái lỗ nhỏ, cho hơi nóng nó bốc lên, làm cho xôi nó sẽ chín đều hơn. Cuối cùng thì mình sẽ cho lá dứa lên trên để nó được thơm hơn. Mình đã nấu sôi một nồi nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho lên để hấp. Mình sẽ hấp trong vòng 15 đến 20 phút. Với mức lửa trung bình thì nếp nó sẽ chín nha các bạn. Đây là sôi mình đã hấp được 20 phút rồi nè các bạn. Mình sẽ gấp lá dứa ra ngoài. Lúc này thì sôi của mình nó đã chín rồi đó các bạn. Nó có cái mùi của lá dứa, mùi của nước cốt dừa. Rất là thơm luôn. Hạt xôi của mình thì nó không hề bị nát và nó có cái màu cam đỏ rất là đẹp luôn nè các bạn. Và xôi thì nó cũng bóng mướt, nhìn ngon lắm luôn đó các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ xới xôi lên. Mình đem xôi ra ngoài để thưởng thức là được rồi đó các bạn. Các bạn nhìn vào hạt xôi nè. Nó dẻo mềm, bóng mướt mà không hề bị nát. Nhìn ngon lắm luôn đó. Cái màu của nó nhìn vào thì cũng rất là đẹp nữa. Cuối cùng thì mình sẽ cho đậu phộng muối mè lên trên. Vậy là mình đã hoàn thành dĩa xôi gớt nước cốt dừa rồi nè các bạn. Vô cùng là thơm ngon luôn. Mình mời các bạn.
Mình ăn vào thì xôi nó dẻo mềm, có vị béo của nước cốt dừa. Kết hợp với đó là đậu phộng muối mè, nó mặn mặn ngọt ngọt, vô cùng thơm ngon luôn đó các bạn ơi. Món này thì vừa thơm ngon, đơn giản lại đẹp mắt. Cho nên thì nếu có thời gian, các bạn có thể thử theo công thức mình đã chia sẻ. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và ấn vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.